FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Ý. Đây là trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực châu Âu và sẽ được diễn ra lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 6 tháng 9. Và ở trận đấu này, Thụy Sĩ sẽ tới đón tuyển Ý trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra thì đầu khách tuyển Ý sẽ chấp vào chủ nhà Thụy Sĩ với mức kèo chấp là nửa trái. Mức kèo cũng hay hạ xuống còn 0,25 và cũng có thể hạ xuống nữa còn là đồng banh, và cái mức tài xỉu trận đấu này là 2,25 và cũng có thể hạ xuống còn hai trái, cũng hay hạ xuống nữa còn 1,75. Thì trước khi đi vào nhận định, muốn các bạn cho mình xin một like video, một subscribe kênh nhé. Thì 5 lần chạm trán gần nhất của Thụy Sĩ và tuyển Ý thì Thụy Sĩ hòa 3 và thua 2 trước tuyển Ý. 5 trận thi đấu gần nhất của Thụy Sĩ thì họ thắng 2, hòa 2 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của tuyển Ý thì họ thắng 1 và hòa 4. Và ở trận đấu này với mức kèo như thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa chủ nhà Thụy Sĩ với trận này. Vì sao? Thứ nhất là mặc dù ở trận đấu này Thụy Sĩ bị đánh giá là cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực hiện tại thì Thụy Sĩ họ cũng không phải gọi là đối thủ hoàn toàn quá yếu hơn so với tuyển Ý đó các bạn. Cái thứ hai, đi trận đấu này Thụy Sĩ có điểm tựa trên sân nhà. Và cái thứ ba thì nếu như trận đấu này mà hai đội hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Thụy Sĩ, chúng ta chỉ tiền quay kèo để thắng kèo mà thôi. Và biết đâu với cái phong độ cũng đang khá là ổn định của Thụy Sĩ cộng với lợi thế sân nhà, và phong độ của Ý thời gian đây thì cũng không mấy thực sự tốt cho lắm, thì Thụy Sĩ họ sẽ có lần đầu tiên đá bại được tuyển Ý sau 5 lần chạm trán liên tiếp không biết đến 1 chiến thắng thì sao. Cho nên trận đấu này mình nào tin tưởng mình, các bạn ưu tiên đi cửa chủ nhà Thụy Sĩ được chấp 0,25 trận này, và cái mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, hai trái và 1,75. Thì 5 lần chạm trán gần nhất của hai đội á, thì chỉ có một trận là hòa không đều mà thôi, còn lại là từ 2 bàn thắng đổ lên. Và mình dự đoán trận đấu này sẽ có bàn thắng và từ 2 bàn thắng đổ lên, cho nên bạn tin tưởng mình nữa thì các bạn có thể là đá tài 2 trận đấu này, hoặc là các bạn canh tài 1,75 thì các bạn vào. Mình cũng dự đoán trận đấu này hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số là 1 điều hoặc là 2-1 nghiêng về cho Thụy Sĩ. Và mức hiệp 1 hay mức kèo chấp đồng nữa thì sẽ là một trái. Thì ở hiệp 1 các bạn có thể đá nhẹ Thụy Sĩ thôi, và các bạn canh tài hiệp 1 0,75. Mình dự đoán hiệp 1 trận đấu này có ít nhất 1 bàn thắng được ghi. Và tóm lại trận đấu khuyên các bạn chọn Thụy Sĩ và các bạn chọn tài. Ở hiệp 1 cũng đá nhẹ Thụy Sĩ và canh tài hiệp 1 0,75. Trận đấu các bạn hay là không đá gì cả mà các bạn canh tài hiệp 1 0,75 rất là thơm. Và cảm ơn FB88 đồng hành cùng mình ở giờ này. Xin chào, hẹn gặp lại.